Xin kính chào quý vị khán giả, rất vinh hạnh được gặp lại quý vị khán giả trong bản tin 24 giờ ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm tin chính. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, nhiều quốc gia tại châu Á từ Trung Quốc, Philippines, Myanmar, Tây Ấn Độ đều đã phải hứng chịu cơn hoành hành của một trong những hiện thân tàn khốc nhất của sự thay đổi khí hậu, đó là những trận mưa lũ nghiêm trọng. Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam của Trung Quốc vừa phải hứng chịu cơn lũ được mệnh danh là nghìn năm có một, khiến hàng chục người thiệt mạng. Không những vậy, khi mà công tác cứu hộ còn chưa được hoàn tất, thì một cơn siêu bão mang tên pháo hoa lại lập tức đổ bộ vào đất nước này. Những cơn mưa xối xả kèm theo nước lũ cũng đã nhiều ngày đổ xuống quốc đảo Philippines và quốc gia Ấn Độ, khiến hàng vạn người dân hai nước phải sơ tán và hàng trăm người tử vong. Ngoài ra, không chỉ châu Á mà cả những quốc gia Tây Âu như Anh, Đức hay Bỉ cũng đang trong hoàn cảnh này. Trong bối cảnh mà cả thế giới vẫn đang vật lộn chiến đấu với cơn đại dịch toàn cầu COVID-19, thì những trận lũ này làm nhiều người không khỏi lo sợ về một ngày tận thế đang cận kề. Phóng viên nước ngoài đưa tin về lũ Trung Quốc bị chửi bới, dọa giết. 1. Phóng viên nước ngoài đưa tin về lũ Trung Quốc bị chửi bới, dọa giết. Câu lạc bộ phóng viên nước ngoài tại Trung Quốc FCCC hôm thứ Hai cho biết, nhiều thành viên của hội đã bị cản trở, bị chửi bới khi tác nghiệp tại Trịnh Châu, nơi vừa trải qua đợt mưa lũ lịch sử. Một số người bị truy lùng và bị dọa thủ tiêu. Trong thông cáo hôm thứ Hai, FCCC cho biết các phóng viên nước ngoài đang đối mặt với tâm lý thù địch của nhiều người Trung Quốc. Tổ chức này cũng cáo buộc một số cơ quan và truyền thông của nhà nước Trung Quốc cổ vũ các hành động cản trở, quấy rối phóng viên nước ngoài. Người Trung Quốc làm việc cho các hãng thông tấn nước ngoài cũng bị đe dọa. Một số người bị chửi là phản quốc trên mạng xã hội. Theo FCCC, theo báo The Guardian, sự giận dữ của người Trung Quốc dường như bắt nguồn từ các bản tin của báo đài nước ngoài về tình hình mưa lũ tại Trịnh Châu thuộc tỉnh Hà Nam. Khu vực này vừa trải qua đợt mưa lũ lịch sử khiến hơn 70 người thiệt mạng, 13 triệu người bị ảnh hưởng, thiệt hại vật chất hàng tỷ đô la. Các phóng viên của Los Angeles Times và Deutsche Welle của Đức đã phải đối mặt với một đám đông giận dữ khi tác nghiệp tại Trịnh Châu hôm thứ Sáu tuần trước. Một số phóng viên khác cũng chia sẻ họ gặp tình huống tương tự khi tác nghiệp về tình hình mưa lũ tại Trung Quốc. Phóng viên Alice Su cho biết, cô đang ở tại một khu vực có chợ dưới lòng đất và lắng nghe chia sẻ của những người buôn bán tại đây thì bị đám đông tập kích. Phóng viên Matthias Boeli mô tả đám đông đã chửi bới và xô đẩy anh, cáo buộc anh bôi nhọ Trung Quốc. Boeli cho biết, dường như đám đông đã nhầm lẫn anh với phóng viên Robin Brand của đài BBC và cho rằng có một chiến dịch săn lùng các phóng viên BBC đã diễn ra tại Trung Quốc. Đoạn video ghi lại cảnh đối đầu với hai phóng viên Su và Boeli đã được xem hơn 27.000 lần trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Một phụ nữ được cho là nhà báo Trung Quốc tìm cách làm giảm căng thẳng cũng bị cư dân mạng Trung Quốc ném đá. Nhiều bình luận đe dọa, đòi trục xuất các phóng viên nước ngoài xuất hiện cùng với các thông tin cá nhân của họ. Theo The Guardian, theo thông cáo hôm thứ Hai, FCCC cho biết, các phóng viên của BBC và Los Angeles Times đã nhận được các tin nhắn đe dọa thủ tiêu sau sự việc hôm thứ Sáu tuần trước đó. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận của hãng tin Reuters. Theo The Guardian, tâm lý thù địch với truyền thông nước ngoài đã tăng cao do tinh thần chủ nghĩa dân tộc đang dâng lên mạnh mẽ tại Trung Quốc. Điều này khiến việc tác nghiệp tại Trung Quốc trở nên khó khăn và rủi ro hơn trước. Tờ báo của Anh viết, tiệm Internet ngập trong nước, năm cậu bé vẫn chơi game. Không chỉ ở Trung Quốc mà nhiều quốc gia khác trên thế giới như Philippines hay Ấn Độ đều đang phải hứng chịu những cơn mưa ròng rã dẫn đến ngập lụt diện rộng. Thủ đô Manila của đảo quốc Philippines đã buộc phải ra quyết định di tản đối với hàng nghìn người khi mà nhiều khu vực của thành phố đang chìm trong biển lũ. Nhưng như người ta vẫn nói, chẳng có gì có thể ngăn được đam mê. Mới đây, một đoạn video hài hước nhưng lại cảnh các cô bé vẫn đang ngồi chơi game trong một quán Internet bị ngập lụt quá đầu gối tại Philippines đã được lan truyền cho các trang mạng xã hội, cơn thịnh nộ từ thiên nhiên. Chỉ trong khoảng thời gian hơn một tháng trở lại đây, thế giới chứng kiến nhiều thảm họa thiên nhiên chưa từng thấy trong quá khứ, từ nắng nóng, kỷ lục cháy rừng đến lũ lụt bất thường. Thiệt hại sau những cơn thịnh nộ của thiên nhiên là rất lớn, đôi khi nó còn để lại những ký ức khó phai đối với những người bị ảnh hưởng. Tôi đã sống ở Jinan 57 năm nhưng chưa bao giờ thấy trận lũ nào như vậy. Ông Richard Nau, cựu thị trưởng thành phố bên sông Sebi, chia sẻ trên mạng xã hội về sức mạnh của cơn lũ mới vào cuối tuần qua, khi thành phố Jinan của Bỉ vừa thoát khỏi trận lũ lụt kinh hoàng vào 10 ngày trước, khiến 37 người ở khu vực đông nam nước này và nhiều người khác ở nước thiệt mạng. Thành phố Jinan hứng chịu đợt lũ mạnh nhất trong hàng chục năm, sau khi trận mưa lớn kéo dài 2 giờ hôm thứ Bảy biến thành phố thành sông, nước chảy như thác, nhấn chìm hàng loạt ô tô và vỉa hè trong biển nước. Ông Peter Zitala, Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới từng nhấn mạnh, nếu không có biến đổi khí hậu, chúng ta đã không phải chứng kiến nhiệt độ cao như vậy ở Canada và bờ biển phía Tây của nước Mỹ. Đánh giá sơ bộ về thiệt hại do lũ lụt, thị trưởng thành phố Jinan Axel Tihon cho biết,
chúng tôi ghi nhận nhiều thiệt hại về vật chất vào thời điểm này, bao gồm nhiều phương tiện bị nước cuốn trôi và thiệt hại về vật chất của người dân. Những người chưa bao giờ trải qua sự kiện như thế này, họ đã không có sự chuẩn bị. Theo đài truyền hình RTL của Bỉ, hiện vẫn chưa có ước tính chính xác về thiệt hại do lũ lụt gây ra. Bão số 3 quét qua Thượng Hải sau khi đổ bộ vào thành phố Trung Sơn sáng thứ Bảy. Cơ quan khí tượng Thủy văn Trung Quốc cho biết, các tỉnh Chiết Giang và Giang Tô cũng như thành phố Thượng Hải, tất cả đều thuộc miền đông Trung Quốc sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi gió lớn và mưa xối xả trong vài ngày tới. Chính quyền địa phương nâng cao cảnh giác trước nguy cơ xảy ra lũ lụt sau những trận mưa nghìn năm có một hồi tuần trước chốt xuống tỉnh Hà Nam, gây ra lũ lụt nghiêm trọng khiến 69 người thiệt mạng. Đến nay chưa có báo cáo thiệt hại về người do bão số 3 gây ra. Tuy nhiên, con bạn đã làm gián đoạn đáng kể cuộc sống của người dân, nhiều con đường bị ngập trong nước và các tuyến tàu điện ngầm phải ngừng hoạt động. Các chuyên gia cho rằng các trận lũ lụt sẽ xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn do biến đổi khí hậu và các quốc gia cần phải có biện pháp thích ứng bằng cách sửa đổi các tính toán về rủi ro lũ lụt trong tương lai, cải thiện hệ thống cảnh báo và chuẩn bị cho các thảm họa tương tự. Các chuyên gia khí tượng học cảnh báo tình hình có thể xấu hơn trong những ngày tới. Giặc lửa đã nhanh chóng bùng phát mạnh đến mức tạo ra các đám mây có thể gây ra chớp, sấm, sét và gió mạnh khiến đám cháy càng trở nên dữ dội hơn. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ dự báo cháy rừng có thể tiếp tục xuất hiện và lan rộng trong nhiều ngày tới. Hiện nay, trên toàn nước Mỹ có khoảng 80 vụ cháy rừng lớn, với tổng diện tích lên tới gần 400.000 ha. Hiện tượng cháy rừng cũng đang bùng phát ở các khu vực trên khắp Nam U do thời tiết nóng và gió mạnh, trong khi các nước Bắc U vừa trải qua những trận lũ lụt kinh hoàng cách đây 10 ngày. Tại Italia hôm Chủ nhật, cháy rừng lan rộng mất kiểm soát tại tỉnh Ositano, vùng Sardegna đã khiến hơn 1.500 người phải sơ tán, 20.000 ha diện tích rừng, cánh đồng, vườn ô liu bị thiêu rụi, nhiều cơ sở kinh doanh nhà cửa bị phá hủy. Chủ tịch vùng Sardegna, ông Christian Solina cho biết hiện vẫn chưa thể ước tính được thiệt hại do các đám cháy gây ra. Đây là một thảm họa chưa từng xảy ra, hơn 10.000 ha thảm thực vật bị thiêu trụi, các cơ sở kinh doanh, nhà cửa bị đốt cháy. Lực lượng cứu hỏa được huy động tối đa với 7.500 người và 20 trực thăng chữa cháy. Cùng với đó, tại Hy Lạp, Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis cho biết các nhân viên cứu hỏa của nước này đã chiến đấu với khoảng 50 đám cháy trong 24 giờ qua và có khả năng sẽ còn nhiều hơn nữa với các nhà khí tượng cảnh báo một đợt nắng nóng sắp xảy ra. Ông nói, tôi muốn nhấn mạnh rằng tháng tới vẫn là một tháng khó khăn. Đó là lý do tại sao điều quan trọng đối với tất cả chúng ta, tất cả các cơ quan nhà nước, phải cảnh giác tuyệt đối cho đến khi thời gian chữa cháy chính thức kết thúc, đòi bồi thường bảo hiểm kỷ lục sau lũ lụt ở Trung Quốc. Lũ lụt ở Hà Nam có thể khiến tổng số tiền yêu cầu bồi thường bảo hiểm lên tới 11 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 1,7 tỷ đô la, 40.000 tỷ đồng, Goldman Sachs nhận định. Theo Goldman Sachs, Trịnh Châu sẽ chiếm phần lớn yêu cầu bồi thường bảo hiểm sau đợt lũ lụt, bởi có rất nhiều tài sản và ô tô đã hư hại. Lũ lụt ở Hà Nam có thể kích hoạt khoản chi trả bảo hiểm lớn nhất cho một thảm họa thiên nhiên ở Trung Quốc, vì Trịnh Châu là một thành phố lớn. Louis T.F. Eming Wang, Giám đốc điều hành của Wealthy Securities cho biết, công ty bảo hiểm nhân dân Trung Quốc PICC sẽ ước tính khoản bồi thường cho khách hàng của công ty lên tới 2 tỷ nhân dân tệ, hơn 300 triệu đô la. Công ty bảo hiểm thành lập năm 1949, có công ty bảo hiểm tài sản và thương vong lớn nhất Trung Quốc cho biết, đã nhận được hơn 200.000 yêu cầu bảo hiểm liên quan đến thiệt hại do lũ lụt ở Hà Nam tính đến 17 giờ ngày thứ Bảy. Ping An Insurance, tập đoàn bảo hiểm lớn nhất Trung Quốc và là đơn vị bảo hiểm tài sản và thương vong lớn thứ hai cho biết sẽ phải trả khoảng 1 tỷ nhân dân tệ, khoảng 150 tức rượu đô la bồi thường liên quan đến thảm họa thiên nhiên ở Hà Nam. Cụ thể, Ping An nhận được hơn 46.000 yêu cầu bồi thường về thiệt hại do lũ lụt ở Hà Nam, với 97 liên quan đến ô tô và còn lại là các thiệt hại về tài sản, trang trại và tai nạn. Chi nhánh bảo hiểm nhân thọ của Ping An cũng nhận được hơn 39 yêu cầu giải quyết về quyền lợi bảo hiểm liên quan đến người chết. Một số công ty bảo hiểm khác ở Trung Quốc cũng đã được yêu cầu bồi thường bảo hiểm với số lượng hàng nghìn. Theo nhà chức trách Trung Quốc, lũ lụt do mưa lớn ở tỉnh Hà Nam tuần trước khiến ít nhất 69 người thiệt mạng, 5 người vẫn mất tích, hàng nghìn ô tô và nhà cửa bị hư hại và đất nông nghiệp bị ngập nước lũ. Tại thủ phủ Trịnh Châu, gần 400.000 người phải sơ tán và thiệt hại kinh tế trực tiếp cho thành phố là 65,5 tỷ nhân dân tệ, khoảng 10,12 tỷ đô la, 0,5 tỷ. Bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.